Như vậy là kết cục là ông Đốc Tơ Thân nhận 8 năm tù. Nhưng mà ở đây tôi thật sự tôi thấy tôi cũng buồn cho ông ở cái chỗ là như thế này này. À, ở tù do kém hiểu biết. Đấy, tù do kém hiểu biết. Cả làng người ta đều làm như vậy, đều cho vay theo kiểu như vậy thì bình thường. Nhưng mà tới ổng cho vay là ổng ở tù. Tức là cho vay theo kiểu hợp đồng giả cách. Đã, thí dụ như mình cho vay, nhưng mà mình là viết cái giấy là bán nhà. Thì ai cũng vậy hết á. Tôi nói thật, bây giờ ra ngoài cứ vay, mà vay vay tiền bình thường ở trong người dân là phải viết giấy bán nhà. Đã, ai cũng vậy hết. Và cái này là một cái mà hầu như là trở thành cái bình thường ở trong xã hội rồi. Thì ở đây cũng như thế, những cái con nợ của ông Đốc Tơ Thân cũng cũng vay và làm giấy chuyển nhượng dự án. Nhưng mà có một điều là khi người ta chuyển nhượng hoặc là người ta làm giấy bán nhà, người ta chuyển nhượng dự án, nhưng mà khi người ta có tiền người ta đem đến chuộc thì anh phải cho người ta chuộc. Có nghĩa là cái bán nhà đấy chỉ là một hình thức mà thôi, nó giả cách để anh nắm đằng chui, thấy không? Nhưng mà tới lúc mà tới thời hạn cho vay rồi, hoặc là khi người ta có tiền cũng trễ đi một thời gian, nhưng khi người ta có tiền tiền thì tới, thì anh luôn luôn là tạo điều kiện cho anh ta, có nghĩa là vui vẻ giao tài sản lại cho người ta và lấy cái tiền, bởi vì mục đích của anh là mục đích là cho vay để anh lấy lời, chứ không phải mục đích để siết nợ. À, nhưng mà ông Đốc Tơ Thân này là ông siết nợ. À, mục đích của ông hướng đến là siết nợ chứ không phải là cho vay. Chính cái đó mà trả giá 8 năm tù. Đó. Ở đây tôi thực sự không không hiểu vì sao ông lại suy nghĩ là như thế. Trong khi đó, trong dân gian những người cho vay, à, từ cho vay vài ba chục triệu, phải không? Hoặc là 100-200 triệu, cho đến vay nhiều hàng chục tỷ, người ta cũng luôn luôn làm như vậy và người ta bình thường. Và sau cái vụ án này thì cũng không không ai là thay đổi cách làm, mà người ta vẫn làm như vậy, nhưng chỉ mình ông ở tù. Đấy là cái điều mà tôi cũng nghĩ không ra vì sao ông lại nghĩ như vậy. Rồi bây giờ chúng ta đọc một vài cái thông tin ở trên báo Tuổi Trẻ nha. Tuyên phạt ông Trần Quý Thanh 8 năm tù. Sáng 25 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Trần Quý Thanh 8 năm tù, phạt bà Trần Uyên Phương 4 năm tù. Trần Uyên Phương thì chắc cũng gần về rồi, bởi vì cũng giam cũng được 2 năm rồi. Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Như vậy thì cũng được, Trần Ngọc Bích thì như vậy là cho về luôn thì cũng được, cũng may mắn. Có nghĩa là ba chị em thì cũng phải, ba cha con thì cũng phải cho một người về để lo kinh doanh thì cũng được. Lấy lý do quá hạn không cho bên vay lấy lại tài sản, cái này bậy, này rất bậy. Phải luôn luôn cho Sáng người 25 ta tháng 4, Tòa án lấy Nhân dân lại thành phố Hồ Chí tài Minh đã sản, bởi vì rằng là ở đây là mình chỉ cho vay lấy lời thôi, đúng không? Này, lấy lý do quá hạn không cho bên vay lấy lại tài sản, cái này bậy, cái này rất bậy. Theo hội đồng xét xử, qua tranh luận tại phiên tòa, các bị cáo Trần Quý Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương thừa nhận hành vi của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Rất bậy. Từ đó, cơ sở kết luận trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2020, ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích, bà Trần Uyên Phương thông qua môi giới đã cho các ông bà Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Trung, Đặng Thị Kim Oanh vay tiền. Cái chỗ môi giới này ngon ạ, chỗ môi giới này được được hưởng cái môi giới này ngon. Tiền này cho vay với lãi suất 3% tháng, lãi suất này thì được, lãi suất này ok. Những yêu cầu các chủ tài sản dự án phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay, cái này cũng ok bình thường, ai cũng làm cả. À, khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc nợ lãi theo thỏa thuận thì các cha con
ông Thanh đã nại ra các lý do. Bên vay đã vi phạm cam kết để không trả lại tài sản cho chủ tài sản. Chính cái này mới là vô vọng lao lý. Phải trả lại cho người ta. Chứ còn nếu không thì là đâu có được. À, này là không ai làm như thế. Tôi nói thật, trên đời này không ai làm như thế. Chỉ có mình cha con là bác Thanh này làm như thế thôi. À, bởi vậy cho nên tôi nói chết là phải. Tổng giá trị tài sản mà các bị cáo chiếm đoạt của bốn bị hại là 1.048 tỷ đồng. Thật sự ai mà làm như thế, đúng không? Khổ ghê. Thôi khỏi cần mấy cái vụ này làm gì. Vụ thứ nhất, rồi vụ thứ hai, rồi vụ thứ ba, vụ thứ tư, chung là bốn vụ. Bốn vụ. Rồi, con gái út của ông Trần Quý Thanh được hưởng án treo. Về bản chất vụ án, theo đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận các bị cáo đã có hành vi bằng các giao dịch dân sự với các bị hại là không trái pháp luật. Đúng rồi, giao dịch dân sự không trái pháp luật. Nhưng để đảm bảo việc vay tiền và tiền lãi phát sinh, các bị cáo đã cùng bị hại làm hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Các hợp đồng chuyển nhượng này là giả tạo, trái pháp luật. Trái pháp luật nhưng mà cũng không ai là xử lý. Bởi vì cái này để cho nó vui thôi, để ràng buộc thôi, chứ còn có tiền thì phải trả lại cho người ta. Sau khi nhận tài sản từ các bị hại là những người vay tiền thì các bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt. Chính cái chỗ này gây khó khăn, nảy ra các lý do kiểu như thấy dự án của người ta ngon quá thì là muốn lượm thế thôi, không cho trả tiền gốc để bên vay không thể trả được. Từ đó chiếm đoạt tài sản là số tiền chênh lệch sau khi trừ đi các khoản tiền bị hại đã vay. Trong vụ án này, bị cáo Trần Quý Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ giá trị tài sản chiếm đoạt. Bị cáo Trần Uyên Phương với vai trò giúp sức và phải chịu trách nhiệm với phần với giá trị tài sản chiếm đoạt là 350 tỷ và Trần Ngọc Bích đồng phạm giúp sức với vai trò làm theo chỉ đạo của bố và phải chịu trách nhiệm với giá trị tài sản chiếm đoạt là 600 tỷ. Các bị cáo biết rõ hành vi của mình sẽ bị pháp luật trừng phạt nhưng vẫn cố ý phạm tội, cần phải được xử nghiêm. Ôi giời ơi, nói chung là tào lao bị đau quá. Về tình tiết tăng nặng, các bị cáo phạm tội hai lần trở lên. Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, đã tác động người thân bồi thường 183 tỷ đồng. Thực tế các bị cáo mới chiếm đoạt được trên giấy tờ, còn các bị hại vẫn đang quản lý sử dụng tài sản, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. À, như vậy chỉ mới là trên giấy tờ thôi, còn tài sản thì bên kia vẫn giữ. Bị cáo Thanh là người từ 70 tuổi trở lên. Các bị cáo Phương, Bích có vai trò hạn chế, làm theo chỉ đạo của bố ruột. Bị cáo Bích không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cho được hưởng án treo. Đấy. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn áp dụng hình phạt bổ sung buộc ông Thanh, Uyên, Phương, Ngọc Bích nộp 100 triệu mỗi người để sung công quỹ. Không rõ tiền này tiền gì, cũng không rõ. Tiền chắc tiền phạt cái tội ngu. Ôi giời ơi là giời.